Ngày hôm nay của cậu có ổn không? Hi hi, xin chào, chúng mình là Vì Sao Thế Nhỉ? Và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp First Principle Thinking, tư duy nguyên bản. Từ đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự. Dạo này podcast ít bắt đầu bằng câu hỏi vì sao, nhưng cậu có nhận thấy điều gì đó không? Sau mỗi tập, cậu vẫn có thể tìm được câu trả lời cho một câu hỏi nào đó trong đầu. Câu hỏi vì sao không mở đầu để hướng cậu về một câu hỏi cụ thể nào nữa, mà nó xuất hiện ở giữa, ở cuối, hay thậm chí là chạy dọc cả tập. Mong rằng tập podcast hôm nay cũng sẽ tháo gỡ được những rối ren ở trong lòng cậu. Cùng bắt đầu thôi nhé! Âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người. Tình yêu đến, ta gom vào lòng tất thảy các mỹ từ trên đời, đong đầy trong trái tim thứ tình cảm xinh đẹp nhất. Ta gán cho tình yêu cái gọi là viên mãn tròn đầy, nhưng rồi sau này ta nhận ra, tình yêu cũng là những nỗi buồn miên viễn, bởi yêu là chết ở trong lòng một ít. Sẽ có người đến và đi trong cuộc đời, trước khi kết thúc một mối quan hệ. Hẳn người ta đã phải trải qua những nỗi đau rất dài, những cảm xúc dồn ứ, mâu thuẫn sẽ chất chồng. Khi cả hai không còn giao tiếp, cũng là lúc họ lựa chọn rời xa nhau. Một mối quan hệ thực sự kết thúc là khi hai người dừng việc giao tiếp với nhau. Cậu nói xem, trong những ngày không liên lạc với nhau, rốt cuộc là chúng ta sẽ càng nhớ nhau thêm, hay là đều lãng quên nhau rồi? Mình đã từng nghĩ, nếu mình nhớ một người nhiều quá thì vũ trụ sẽ gửi nỗi nhớ của mình đến với người đó. Bằng cách nào? Chắc là qua những giấc mơ. Nỗi nhớ là gì? Liệu có phải khi chỉ mới đọc tới từ nhớ thôi, trong đầu cậu đã hiện lên hình bóng của ai đó rồi? Nỗi nhớ vốn không có hình thù, cũng chẳng có mùi vị, cũng không có cách nào đong đếm. Nhưng với mình thì trong nỗi nhớ ấy có tất cả. Có đôi mắt, có bóng lưng, có ánh cười, có hương mùa hè và có vị của nước mắt. Con người đều có nỗi nhớ, đều từng nhớ và sẽ còn nhớ nhiều hơn nữa trong cuộc đời. Những nỗi nhớ đi theo ta cùng năm tháng. Vì sao một đứa não cá vàng đi đâu cũng quên hết thứ này đến thứ kia, từ chìa khóa, điện thoại, kính mắt. Vậy mà từ ngày tháng năm sinh hay những cột mốc kỷ niệm gắn với người kia thì lại có thể nhớ chính xác từng giây từng phút. Cũng giống như việc khi vang đâu đó là giai điệu quen thuộc, ta có thể nhắc theo cả lời bài hát, nhưng đến khi hỏi tên bài hát đó là gì thì lại lúng túng, lại phải nhẩm lại cả đoạn điệp khúc để gợi nhớ lại. Khi cậu nhớ lại một vài câu trong lời bài hát, hãy để ý rằng dường như có điều gì đó cũng đang xảy ra. Những ký ức cũ về địa điểm và thời gian nơi cậu nghe bài hát đó lần đầu tiên như được vẽ lên lại trong đầu. Âm nhạc lưu giữ kỷ niệm, cũng như âm nhạc có thể khiến kỷ niệm hiện ra, lời bài hát, đặc biệt là giai điệu đi cùng mà cậu đang nghe ở hiện tại, sẽ kết nối với âm nhạc trong quá khứ, triệu tập những ký ức đó và trộn lẫn chúng với hiện tại. Có đôi khi chúng ta thích và ghi nhớ một bài hát, không phải vì bài hát đó nghe thật hay, mà bởi những ca từ viết thật giống với chính mình. Thứ âm nhạc này lọt vào tai liền cảm thấy vui vẻ, nhưng khi đi vào lòng người thì lại hóa những nỗi buồn màu xanh. Ở thời điểm hạnh phúc, thứ chúng ta thấy là âm nhạc, còn vào những lúc buồn bã, chúng ta bắt đầu hiểu được ca từ. Nhiều nhà thần kinh học cho rằng trí nhớ không có nơi thường trú mà có thể di chuyển khắp nơi, đặc biệt là những nơi liên quan tới khứu giác và vị giác. Người ta thường nghĩ hai giác quan này chỉ đóng vai trò phụ trong việc hình thành trí nhớ, nhưng kỳ thực, chúng lại giữ nhiệm vụ hết sức quan trọng so với trí nhớ thị giác và thính giác. Theo giáo sư Sullivan, trí nhớ khứu giác có thể sống dai hơn trí nhớ thị giác đến 20 năm. Một mùi hương mà ta nhận biết và có cảm xúc với nó có thể sống từ khi ta mới 5 tuổi cho tới lúc ta qua đời. Với từng ấy lý giải, có lẽ cậu cũng đã hiểu vì sao có thể quên nhiều thứ nhưng lại khó mà dừng nhớ thương một người. Thật ra, chúng ta không gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những đồ vật hàng ngày như chìa khóa, điện thoại, chỉ đơn giản là vì cậu không chú ý tới chúng. Và việc cậu cứ mãi vấn vương một bóng hình là vì cậu gán cho nó những câu chuyện, những mùi hương và những xúc cảm kéo theo. Này,
Đến giờ trong lòng cậu còn vấn vương nhung nhớ bóng hình ai? Lúc trẻ, không nên gặp người quá tuyệt vời. Nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương, sau này chúng ta không thể tìm được sự lựa chọn nào tốt hơn, để rồi cứ mãi sống trong tiếc nuối. Thầy Giang Minh Luật có nói như vậy, có người dạy cậu thế nào là yêu, nhưng không yêu cậu. Có một người trao cho cậu hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ tới cậu. Thì ra yêu thầm là chuyện của một người, anh tìm kiếm của cậu lúc nào cũng có tên họ. Đi đâu làm gì cậu cũng muốn chụp lại để đăng story, mà ra vào không biết khi nào họ mới xem được story của mình. Thường xuyên mở tin nhắn kéo lên kéo xuống, đọc tới thuộc lầu nhưng lại không dám nhắn lấy một tin. Khi mà cậu vô tình nghe được một bản nhạc, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thì bất chợt những ký ức cũ ùa về, khiến sống mũi cậu cay cay. Người ấy là lý do khiến cậu cười, cũng là lý do khiến cậu khóc, đã từng là thế giới của cậu. Nhưng mà bây giờ cậu không có lấy một lý do nào để có thể nhắn tin cho họ. Có những ngày cậu nhớ họ đến phát điên lên được, nhưng mà phải kiềm lòng mình vì không dám làm phiền. Đó là một loại đau lòng. Nhưng cậu ơi, người thật lòng thích cậu căn bản là sẽ không lỡ ngó lơ cậu một thời gian dài. Họ sẽ cố gắng để bước vào thế giới của cậu theo bất kỳ cách nào và đều sẽ chủ động liên lạc với cậu. Nhớ thương một người không thương mình, chẳng khác nào bán rẻ thanh xuân. Chúng ta không có thời gian hiểu bản thân, nhưng lại dành quá nhiều thời gian để cố hiểu cho người khác và mong họ yêu mình. Nó khiến chúng ta hy vọng, rồi thất vọng, mong đợi thật nhiều để rồi nhận lại kết quả không như mong đợi. Có những việc, nếu chúng ta không tự nguyện từ bỏ, ông trời sẽ khiến chúng ta kết thúc nó một cách đau đớn. Cô giáo của mình từng nói rằng, con người dù có thế nào thì cũng sẽ chia xa, sẽ có người đến và đi trong cuộc đời của em. Có lẽ em sẽ thấy tiếc nuối, nhưng sau cùng, em cũng sẽ hiểu được lý do người ta chia xa thôi. Những lý do ấy sẽ giúp em trân trọng từng người có thể trở nên thân thiết với em sau này. Thì ra, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện, bất tương phùng. Có duyên thì xa ngàn dặm cũng luôn gặp nhau, còn không duyên thì đối diện cũng không gặp. Con người sống trên nhân gian dường như đã được an bài sẵn, và đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ gặp ai, sự tình gì đều đã được định sẵn. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của cậu sẽ đóng một vai trò nhất định. Có thể vai trò của người ấy không phải là đi cùng với cậu đến cuối chặng đường, mà chỉ là giúp cậu hiểu ra một chân lý nào đó thôi. Mọi cuộc gặp gỡ đều không vô nghĩa. Liệu có thể quên một người là câu hỏi của những người còn chưa thể quên. Đồ đạc thì dễ vứt, còn kỷ niệm thì không. Đôi khi ta chia tay để cho nhau cơ hội. Cậu không biết khi nào tình yêu sẽ đến, nhưng cậu biết khi nào nó thực sự ra đi. Nếu cậu dũng cảm để nói lời tạm biệt, cuộc sống sẽ thường cho cậu một khởi đầu mới. Hãy để người ta đi và để bản thân mình bình thản. Chia tay và đổ vỡ khiến cậu cảm thấy cậu không muốn tin vào tình yêu nữa. Thời gian không chữa lành những vết thương, nó chỉ làm nhẹ vơi đi mà thôi. Những vết sẹo vẫn còn đó. Một ngày nào đó khi nhớ lại, trái tim cậu vẫn sẽ nhói lên đau, nhưng nó sẽ không còn đau như lúc đầu nữa. Có lẽ vết thương đã tìm thấy một góc nào đó mà nó cảm thấy dễ chịu bên trong con người này. Nỗi nhớ có hàng vạn, hàng ngàn hình thù, nhưng dần dà, khi gương mặt của người cũng hòa lẫn vào cùng anh ta, cô ta và họ, tôi cũng không thể nào gọi tên chính xác bất kỳ ai nữa. Bởi vì thực lòng, trái tim tôi đã có những thứ khác cần tôi để tâm hơn rồi. Được rồi, nghe đến đây, cậu đã tháo gỡ được phần nào đó cho mình chưa? Câu hỏi cuối cùng mình đặt ra cho cậu nhé. Nếu có cỗ máy giúp xóa bỏ ký ức, cậu có muốn xóa bỏ những ký ức về người cũ không? Fighting in your old apartment, breaking dishes when you're disappointed. I still love you, I promise. Nothing happened in the way I wanted. Every corner of this house is haunted, and I know you said that we're not talking. I'm sorry.